Đây có anh chị trên Sài Gòn xuống chơi đây ông bà cô bác ơi. Đó, chào chị cho. Rồi bữa nay ở nhà có khách. Bữa nay nhà có khách Sài Gòn xuống. Này là nhà bên nhà của anh ba, thôi anh chị cứ để xe ở đây đi. Chơi chơi này chị. Đây chào chị luôn. Rồi. Tụi con chào bác chưa? À, chào bác là phải khoanh tay lại nhìn vô nha. Sâu vậy lúc này lên rồi đó. Vậy là lên ký rồi, họ còn ốm hơn nữa. Chị coi suốt à? Dạ. Cô chú anh chị bữa nay có anh chị ở trên thành phố xuống chơi, hình như anh chị có dắp đó hả? Chị dắp hả? Dạ. Đang xuống mấy lá mai rồi dẫn anh Khánh đi quay tiếp. Bữa nay là chia sẻ cho ông bà cô bác xem bữa nay là xuống lá mai. Xuống lá mai rồi hái mận, ăn mận, sáng giờ chưa ăn sáng, ăn mận. Đi con, đi xong. Trời ơi. Dạ, thôi anh chị đi qua bển chơi. Đó anh bà đó. Đây anh ba nè, bà cô bác ơi. Anh Di chào ông bà cô bác anh Di ơi. Dạ, anh cứ anh chị cứ đi ở nhà chơi đi cho nó thoáng. Dạ. Sáng rồi bà nội ăn bên con hả? Ừ. Bây giờ đang xào bún khô cho nội nữa, xào bún chay nữa cho nội ăn nữa. Rồi con Quang giật phụ cho ông nội đi kìa. Vô đi con. Ngồi ghế. Cứ ngồi ghế, ngồi võng gì cũng được. Ngồi võng hả? Coi thiệt là biết không? Sao rồi ba? Ở này lâu chạy quá nó... Ấy cái máy bơm phải rồi, máy bơm đâu mà cô bác ơi. Anh đứng khánh kìm cái ống đó là. Trời ơi. Bó tay rồi. Từ nó nổ kìa. Bị gãy hả? Con nhỏ hả? Đi bác sĩ hay là ra nhỏ? Dạ ở nhà em chở đi chứ em đâu dám. Sao em nhổ? Hồi xưa còn dám nhổ, giờ không dám. Hồi xưa toàn ở nhà nhổ không. Sáng là anh chị là đi hôm nay mấy giờ? Đi hồi bắt đầu 8, đi á. 8:20. Dạ. 8:20 á. Trên phố xuống đây cũng gần thôi, sao luôn. Dạ. 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 Xuống đây 32 cây. Người dắp mà à. Người dắp mà đường nào anh? Quang Trung á. Dạ. Để đi lộn cái đèn lùn bên đây nè. Dạ. Hỏi ai biết á. Chắc, chắc hỏi Phong Nguyễn ở đâu trong đây không ai biết. Dạ ở nhà thì nó tên mấy em, còn em là mấy anh kêu vậy mới biết rồi chứ, hoặc là kêu ba tên ba mới biết chứ đâu kêu tên chồng đâu ai biết. Đi bơm nước hả ta? Tên chú thì không biết, hỏi thằng chú không biết được, nhưng mấy người lớn trẻ không ai biết, người biết mấy người lớn tuổi từ ở sớm làm. Tí qua giờ phụ ông nội nè tí ơi. Con dịnh cái ống rồi chứ giật gì. Dăng vô mặt. Dăng vô mặt, khúc cháu rùa luôn á con. Con dịnh cái ống rồi nè. Chúng có tư đang kẹp bên đường cho nó không xỉa ngang mở đường sân bay trong nhất đó thôi mày. Dạ Quang Trung múc ở dưới này, này nó cũng mở mấy cái đường nhánh nhánh rồi đường đó chứ lúc trước đi lên ngã nằm chó phải đi tới ngã tư Phú Nhuận mới đi lên đó. Dạ cũng lên phố chứ lâu lắm rồi. Hồi xưa qua đi làm 12 năm ở trên nhà máy xe tét nó mổ á, ở chỗ đường Nguyễn Quang á. Tụi con gốc quê ở Bình Định, Quy Nhơn. Bình Định hả? Dạ. Nhà máy lớn lắm, chút nghe làm gì chó gì dài đụng tới hành. Tí xuống lấy nước mời bác, mời hai bác uống nước, hai đứa tí đi về cà rốt. Năm 8, 70, 7, 8, 9. Xuống đi. Sau cũng xuống đi lấy nước mời luôn. 91, chiến trường Long Chi ổn rồi, nó
Ủa chú nghe cũng đi chiến trường em kia. Thì đi nằm bên bên cơ động, bên xe chữa xe, xe chở quân á. Tại nhà máy nó chuyên môn là xe pháo súng đạn của chiến tranh luôn à. Của bên Mỹ đó để đợi. Anh chị về đây thấy ghi hình sao về đây nó vậy đúng không? Khung cảnh với người nó vậy không à chứ. Dạ. Bè em nó đi thí đang ấy chồng à. Bè em chắc lấy miếng đá chồng rồi. Phải uống uống nước đá lạnh đi. Chứ cơ động á nhờ ở đây nhờ đây đi chở đồ rồi nó. Cũng bị phụt. Chạy nguyên đoàn rồi cũng bị ngang. Làm sao con phải hỏi, con nói đàng hoàng, con mời bác. Trời ơi, ông nội đâu, nước ông nội đâu, hai đứa không lấy nước ông nội. Nghe quen quá, không cho uống nước luôn hả? Mất dầu nó đỡ, trước luôn buồn chết luôn. Thấy dầu rồi. Rồi làm tối ngày luôn. Hết rau rồi bây giờ mẹ chở mẹ nhổ cỏ chở nó thì nên ngồi uống nước đi chút xíu lên vườn rau chảnh lên vườn rau hồi khác em gì khác dạ nhà hồi này cũng sống rồi đó nhân dịp tết rồi xuống à, nãy giờ mà chị xuống em để mới ba cái cây ngũ chảo nè, cái này lộ này nó tốt hơn cái lá này chút xíu bẻ luôn nè, cái đống này nè anh nè, mấy cây này nè là ngũ chảo nè. Dạ. Cái cây này thường thường bị bông văng rồi người ta lấy lá rồi. Dạ, đúng rồi. Ta đắp này đó. Đây ông bà cô bác hồi nãy giờ thì Khánh cũng ghi hình là anh chị ở trên Sài Gòn xuống chơi mà nãy giờ cũng chưa chia sẻ cụ thể, bây giờ thôi anh chị giới thiệu với ông bà cô bác được biết luôn nha. Dạ anh tên gì ở đâu vậy anh? Xin chào khán giả. Tôi là Lê Hồng Sơn. Hiện ở Quang Trung Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vợ tôi là Nguyễn Thị Mai. Đây. Hai chồng cùng xuống đây để gặp Phong Nguyễn. Nói chung là trước là thăm gia đình, sau nữa là mình xin thuốc. Dạ. À, bà con uống bớt hay quá thì mình xuống đây, mình đi nhìn chỗ không bớt thì mình xuống đây để xin Phong Nguyễn với các bác là xin cái thuốc. Dạ. Bây giờ uống được trị bệnh. Dạ. À, cũng mong cho nó còn mong cho nó hết bệnh. Tết đến thì đón xuân cho nó vui vẻ. Dạ. Rồi, xin chào khán giả, chúc giờ chúc trước đi. Năm mới thì tới đây thì cũng chúc khán giả sức khỏe dồi dào, bình an, an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ. Xin chào. Dạ. Rồi em thay mặt gia đình là cũng cảm ơn anh chị. Rồi những lời chúc vừa rồi và cũng cảm ơn anh chị là bữa nay là xuống thăm gia đình luôn. Rồi chút xíu nói chứ bây giờ cũng trễ thì cũng không có trễ thôi, chút xíu làm gà rồi ăn rồi mới về nha anh chị. Thôi, ăn là ăn gà ăn cháo gà xong đi rồi mới đi về mới lấy thuốc về. Bữa nay chưa, bữa nay chủ nhật ở nhà chơi. Thôi bây giờ cứ ngồi đây rồi chơi rồi tùy duyên đi. Dạ. À, tùy duyên nếu mà có duyên thì chơi lâu lâu tí. Dạ. Không có duyên thì mình cũng tranh thủ mình về thành phố. Dạ. Để lo mấy công việc đó. Dạ dạ dạ. Thì anh chị là tìm thuốc là bữa nay còn mình còn thiếu cái loại nào nữa anh? Bây giờ sao nó chân cẳng thì nó bị nhức mỏi đó. Nhức mỏi rồi xương khớp nhức mỏi, chân rồi yếu lắm. Dạ. Mình cũng đi bóng huyệt nhiều chỗ rồi. Dạ. Thì cũng mới bóng huyệt như Gò Đen đây. Đi chỗ cái cổng mà vô xã Nhân Lý, Phước Lý. Phước Lý. À chạy vô tới một cái đình. Mình để phải, mình cũng bấm mấy lần. Dạ. 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 Không có tiếng điện mấy. Dạ. Vậy là anh cũng đi bóng huyệt mấy lần rồi. À, thì, ở thành phố thì hai ba thầy đó, Thủ Đức rồi nơi Đức Thọ rồi dắp rồi, nói chung là cũng mấy thầy rồi không có bớt. Dạ. Người xuống thầy đây thì được hôm qua mới đi nghiện qua được 3 lần rồi. Dạ. Sau hôm giờ tôi hai cái giờ nó uống. Hôm qua chị cũng có xuống đây rồi. Dạ. Nếu mình xuống đây là chị lên tọa. Chị xuống tọa dưới này bị xuống lợn em là trên xuống rồi dắp mà giang đây. Dạ. Thì mở nhảy rồi. Phương còn mong sao mà kỳ này nó hợp thuốc uống nó hết cho nó đỡ nha. Có duyên là trúng thầy trúng. Dạ. Đây nè ông bà cô bác, hồi sáng thì hôm qua thì cũng có ở nhà có làm thuốc á. Thuốc rồi ở đây là ngũ chảo đây, cũng chè là chừa lại thuốc. Không lấy đâu có hết đâu. Chừa là ngũ chảo để chút xíu là anh chỉ là sẽ bẻ ra để về sau để uống này. Để cái kéo rồi nó. Chiếc cái đợi cô bác nhiều lắm, qua nay điện em muốn chết luôn á.
hôm qua mới Phong mới đăng cái clip mà ở nhà đang mới phơi lá thôi mà quá trời bà cô bác điện nhắn tin cho em rồi cho Phong. Em dẹp xuống rồi. À, cái này em cũng thông báo là cái số lượng có hạn chứ đâu phải giống như mà tùy duyên thôi chứ đâu phải hết luôn đâu chịu nổi đâu. Cái vùng chỗ này là ở quê nó có, thành phố là không có. Dạ. Chỉ bà con mình làm tự làm rồi uống còn rẻ hơn chứ phải mình xin dân lấy tiền cũng như quảng cáo TV. Nhiều người trong khi người ta làm, người ta bán, người khi người ta lấy cái 1 triệu mà người ta nói cái đó để đi chứ. Chỉ cho người ta làm. Tại đây em sử dụng rồi mà, quê, ở ngoài quê em gì đó. Dạ. Bà con mà bông răng từ đây cho nó là dễ đây chứ. Xào chuối nó nóng rồi ấy chị. Quê cái sửng chưa kịp bỏ vô cái hũ thuốc mà qua qua nay mà cô bác xin mà cái sửng nó cũng còn lưng. Đó, tôi thấy có hai cái sửng trên kia mà mấy bữa nay phơi đó mà cô bác cũng nó khô rồi. Đó, hai cái sửng đằng xa đằng kia kìa. Đó, hai cái sửng trên đó đó mà cô bác đó. Ủa có đứa em và con cô cậu cũng cặp tuổi tôi nè, cái nó là gì đâu nhất định uống cái tình cờ đã bị bao tử rồi đâu nói là tự chính rồi mình xin rồi chỗ uống cái bao tử nó đầy thêm nhĩ dốt luôn mình làm được có con thằng vậy đó. Bởi vì mình đâu phải mình giới thiệu quảng bá để mình bán lấy tiền đâu mà nhiều khi mình nói chuyện nghe rồi đó. Thế em và con cậu là trời hết đầu tử luôn. Nãy giờ không để ý không bà cô bác ơi, nay ba mặc áo khác rồi, áo kia rách te tua ba dục rồi. Áo kia nó rách rồi bành hết. Chợ cũ và đen chưa tới đèn đỏ, chút xíu tới đèn đỏ. Là tiệm thuốc bắc cái gì? Tên gì? Tiệm thuốc bắc Tam Thiện Đường á. Cái chợ cũ á. Chợ cũ. Hay nhiều hôm bữa giờ nhiều cô bác là đi mua nhưng mà bị hoa bột á. Miếng nó là 100% là có 30-40 ngàn à. Còn đây là tới 130 đựng. 130, 130, 100 đựng. Không có chỗ em mua tiệm thứ hai có mấy chục ngàn rồi không biết coi có đúng ngàn, không á. Nhưng mà bữa coi lại là cái đó cái cây non à. Nó phơi ướt nhem mà nó không có khô. Thôi vậy là chúc anh mua cái chân tổ một cái tiệm Tam Thiện Đường đi. Cây già để cho nó tốt. Cái không không nằm trong á. Trong á. Chợ. Bây giờ để chỉ cho ảnh chợ nếu mà ở ngoài. Xuống nhà không? Xuống nhà đường gì đó. Chắc không biết không nhớ. Không, nếu mà không bây giờ em chỉ dễ nè, chỉ ở ngoài cái chốt ngoài đèn xanh đèn đỏ vô đi, quốc lộ 1 vô. Vô là cái đường đầu tiên luôn, cái đường hẻm đầu tiên luôn. Chắc chừng mà vài chục mét à. Vài chục mét là cái đường đầu tiên luôn. Anh chạy vô là anh cái dọc bên đó bên tay trái á. Rồi. Cái dọc bên chạy cái hướng mà cái cổng mà vô nha, xã Nhân Lý phải không? Xã Phước, mình xã Phước Lý à, chưa cái đó dưới dưới nữa rồi, nó nằm trên đây à. Trên kia nữa. Dạ, nói chung là anh ở ngoài quốc lộ 1, anh quẹo vô mé vô chợ Gò Đen á. Vừa quẹo vô cái là bên tay tay trái luôn, tay trái nó có cái hẻm. Cái hẻm nó cái hẻm chứ cũng cái đường đó là ngay cái công viên cái chợ cũ hồi xưa á. Có gì nên hỏi, nên hỏi xong rồi chạy. Anh nói chỉ anh biết anh cũng xuống cái khu này anh cũng biết. Trời cứu cho mà không anh là cái cũng cho mới không biết. Bây giờ bữa bạn nó dẫn giới thiệu rồi anh cứ đi theo đường đó anh qua mấy cái cổng làm phải chụp hình. Thôi vậy chút xíu em có đi mua đồ ra ngoài em có gì anh về rồi em đi đưa anh ra ngoài luôn. Ra ngoài anh mua cho chắc. Không chút xíu mà lúc mà anh đi về á, đi về thì em đi theo luôn, không sao đâu. Chỉ cái tiệm đó là em già hôm qua em có già mua thêm mớ nữa, mua cũng 700 gram đó. Mua cho bà con đồ đó. Và thấy là tại lúc trước mua tưởng đâu ở đó là bắn mắt hơn bên kia mà chút cuộc cây bên kia nó ướt nhưng mà nó cây non á, cây non nó dễ hơn có 90 mà lúc này bán cái đó bán ngon luôn á, tại vì hôm nay cái bài thuốc này nhiều người hết quá anh ta mua nhiều cái đó là đắt luôn. Dạ cây non là nó cái chất lượng. Tí ơi tí con lên con nói bà nội về nghỉ đi con. Nó vàng mà nó thơm dữ lắm. Còn cây non nó mùi nó ít nhưng mà nó ướt nữa. Tính già da non. Đúng rồi.
À, nãy giờ quay quay mà đằng sau anh có anh chị có dùng chuối, có chuối đằng sau luôn rồi. Mẹ em đang nhổ cỏ trên xã giải. Thấy bà nội về nghỉ ngơi đi con. Chút mẹ em vũ chiếc là chiếc con miếng chút đỉnh thôi à, chứ đâu có ấy nhiều đâu, chia bà con. Đó, mẹ nói chỉ tiêu uống giống như là phân cho bà con người xị hoặc hai xị uống cho nó. Nó cấp thời lúc đó thôi chứ mình mà muốn hết là mình phải ngâm, mình uống lâu dài á chị. Dạ. Nhưng mà nếu đúng thuốc là 4 năm ngày là có kết quả liền ha. Dạ. Cái cô nhiều bữa trên thành phố xuống đó. Cô hôm nay khỏe, khỏe nhiều hơn. Cô nói cô điện xuống nhà một phòng. Ngày nay có theo lý ra phòng miễn là theo hoài. Đó là chị cứ coi á. Cô. Đấy, đấy, đúng. Thôi con. Chị coi xuống, chị thích mấy đứa nhỏ rồi. Dạ. Để cho tí đi đi con. Này anh chế miếng nước trà vô uống cho nó thơm. Chắc mình chắc ít uống trà nóng quá. Anh uống trà nóng rồi. Dân quê mà. Vậy là chút xíu anh uống đi ba em thôi chứ ở nhà. Nhìn đồng lúa đó là nhớ quê anh. Dạ. Tính giờ em để từ từ em đăng luôn á, tự nhiên đăng lên cái giờ thuốc nó muốn. Cô bác xuống là khẩu cần ngâm vụ luôn á. Nói rằng mình làm bao thuốc sớm nhà tốt nãy được. Dạ đúng rồi. Tội, tội. Cô bác mà điện thoại mà khóc mà muốn rơi nước mắt luôn á, nói là bây giờ mẹ là bà con họ hàng gì mà nhức quá giờ chịu không nổi rồi. Bây giờ xin dán năn nỉ muốn lại luôn á. Cái bệnh này đâu có tới, đâu có tây, 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 đâu có tây đâu. Tới là bệnh viện là chẳng qua nó khám, nó chẩn đoán là mình nó bán trong đó thuốc giảm đau gì. Giảm đau thôi à. Mình uống giảm đau hết, giảm đau là nó lại tự xương khớp anh biết mà. Dạ, nó một xương là chết một luôn. Xương, đúng rồi. Đi dở chân lên con. Chút ấy, chút đỉnh đi rồi anh em ấy mấy cái cây nè về anh ngâm hủ cho nó uống. Chút chút lấy thử xong anh uống luôn ly luôn rồi chạy lên tới nhà là coi như là sần sần luôn. Anh có bị hay không thôi. Nó đâu dần dần nữa, anh bị dần dần mấy năm rồi. Không mà anh có bị thần kinh tọa không á. Giờ là hiện tại bây giờ là xương khớp này, nó nhức cái hai giờ chân nó tơ chân. Cái vậy là chắc không phải thần kinh rồi. Không phải thần thần kinh tọa đâu, thần kinh tọa là nó bị cái cột sống ngay đây nè, cột sống. Anh đâu có sống xuống này. Dạ. Vậy là anh bị nhẹ đó. Đó là cái chứ mà người nặng là nằm trời ơi nó nhức. Cái gốc của nó là hồi xưa là anh ở Gia Lai phải không? À. Anh ở Gia Lai làm rồi nó đâu bệnh nặng quá rồi vẫn mình vợ con thì ở thành phố hết rồi. Thì ở Gia Lai còn ở một mình với mấy. Mình mở một cái xưởng mộc nhỏ nhỏ mà làm. Rồi tối nó đâu bệnh xuống rồi sợ chết, sợ không ai biết. Dạ. Rồi anh mới nặng quá anh mới đi vô trong này, con cái nó học trong này nó ra trường làm hết rồi, nó thôi ba vô trong này đi ở thì có tụi con lo. Anh hỏi ai quen ai dưới đây hả? Không tưởng có kiếm nhờ người đây kiếm cũng đỡ lắm. Nhờ bên này cái này anh không bị bệnh đó nhưng mà mấy bệnh khác anh cũng đỡ nữa. Dứt khớp rồi với đau bao tử rồi có nghệ á. Với mỗi loại trong đó thì nó có cái trị căn bệnh viên mà anh tổng hợp lên là anh biết là nó cái loại thuốc nó rất là tốt. Thì không muốn cứ cho cái những gì nữa. Không có dù không có anh tìm ra, còn không có anh qua điện về quê là đúng rồi. Tây. Ủa cái vợ nãy bên tre. À, trời ra Bến Tre là vô hệ luôn á. Thì... Bến Tre đang cũng có người bà con người quen ở Bến Tre là muốn vậy như cũng gửi thuốc lên đây để giúp bà con á chứ ở đây là nhà em kiếm hết rồi coi như là lùng sục hết ráo rồi đó. Em đang lên em nhờ cô bác có cho mà vòng vòng đây cô bác không có. Cứu không ra. Cứu khó quá. Anh là bị là đầu tiên là vô Hòa Hảo, nhiều Hòa Hảo nó tìm ra bệnh là bị thoái hóa đốt xuống cổ. Dạ. Đó rồi bắt đầu nó tơ lần xuống hết người coi như là máu nó thiếu máu não rồi lung tung hết. Dần xuống hai cái sáng ngủ giờ là đi thống hai cái gót. Dạ. Bởi vì đi bóng việc máy lên bấm mà bấm thống không thấy giảm chút nào. Dạ. Xã đâu mà mất điện mà mất lâu rồi cả tháng rồi mà tôi không nghe tôi đi làm luôn mà. Nó bây giờ xuống thân miễn tôi bớt biết đâu nên cái viên túng thuốc bớt. Đâu hôm nay đâu nặng quá, bạn có nhắc tới. Bị anh bệnh 19 giờ là bệnh nhẹ chứ có nặng không. Đúng giờ mấy cô bác bị bệnh nặng dữ anh luôn. Đi xe đó, nói với hai em anh đi xe máy á, anh đi trên đường á mà tự nhiên không thấy mà thấy đường nữa. Mà trời đất nó cứ dày dày nè. Dạ. Là thớp nổi rồi anh vô lên đường anh ngồi. Tấp xe vô đường không kịp luôn á, ngồi. Dạ. Ngồi mình muốn chết dây sợ chết giữa đường nữa. Muốn cái bệnh gì mà tìm cũng. Nữa là mới đầu là tính ngâm hai cái hũ là để mẹ uống từ từ. Cho trong nhà không ạ. Giúp cô bác xuống hôm nay là gió cũng hết luôn à. Hết rượu rồi. Hết rượu ra lên bây giờ phải ngâm lại cái khác. Sao cũng muốn hết luôn. Trời ơi, mình cảm ơn ông Phước. Thờ mũi vô mình cứu được rồi mình.
cái cây ngũ trảo này em thấy vậy chứ giờ kiếm cũng căng lắm chứ không phải dễ đâu. Cái đây nãy vừa qua cái còn mình đây vừa qua thì quay được có nhiều chân chặt hết đúng rồi chặt nó thấy rộng quá sợ trước cái chỗ em cũng có mấy chỗ cây bự lắm mà giờ mình chặt bỏ uống bây giờ cái đâu có biết rồi mình nhìn thử mười mấy gốc mà không biết nó lên không. Cái đây có chồng nó cũng có sống nó có dễ nó sống quá mấy tiếng tiếng mấy tiếng 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 đến tiếng rồi dốc mà dạ mềm tiếng rồi. Dốc ở cuối rồi dốc mà coi như là cuối luôn rồi. Rồi nhìn từ số từ nước xe là 132 cây. Nhưng mà ông thầy đó là chỗ như chỗ gần chợ Hành Long Tây á. Hành Long Tây. Không biết luôn. Phong không có rành. Năm chó chắc em không biết. Dạ. Cái đó thì em biết còn Phong không biết. À, tại em bấm định vị trên điện thoại không à, bấm địa chỉ rồi bấm định vị này. Không biết đường xá đi. Phong rồi đó đi học mà nó chỉ ở chung em mới chơi ngay bến xe Chợ Lớn á, lên tới Bình Thạnh thôi à chứ nó cũng không có đi đâu. Em đi học là đi xe buýt thôi, xe buýt chở tới đâu vậy đúng không? Trời ơi. Giờ bụng qua mẹ em làm á. Nhưng mà em đưa chị luôn đi. Đây rồi anh chị, gửi mở ra luôn. Chị dùng miếng chị cầm dùng luôn đi. Hôm qua mới vừa làm luôn á, làm thêm một một sửng nữa. Mời anh dùng đi anh. Này là mẹ làm không à, chứ mẹ cũng ít khi nào mẹ cho ra ngoài mua đó. Bánh kẹo lắm. Mẹ em làm. Cay lắm, gừng có gừng nữa, cay ăn ngon lắm. Nên dùng thử rồi được không? Đó. Nhà mà ba ăn mà tối ba cứ lấy ra ba ngồi ba ăn bình thường. Cái này bún trà ngon. Dạ. Có nhiều cô bác kêu làm bán, mà bảo đảm làm bán là mẹ em làm lỗ. Lỗ chắc luôn. Đơn hổng mà. Đúng rồi. Dạ. Như chị vậy, chị làm mà chị bán chắc lỗ ạ. À. Lỗ. Thiệt. Chị làm gì cho ngon à. Làm anh hỏi em có ghi em Đức Phong cũng có ghi hình lên làm kẹo đậu phộng đó anh thấy làm trời. Làm nó lâu mới có sẵn mà làm từ từ dậm dã với làm nó chất lượng. Ở ngoài nó làm ít đậu phộng chứ làm khi nó đâu có giòn dữ rồi. Có gừng nữa. Dạ, anh chị là tiêm vaccine là tiêm mũi 3 hết chưa? Tiêm mũi 3 rồi. Dạ, vậy là cũng đỡ rồi. Này có dạ, anh chị bị dính Covid hết cả nhà luôn á nhớ. Dạ. Khi mà nó ra giãn cách đi làm lại á, con chị đi làm với gì lại hết cả nhà luôn. Dạ. Mà cũng khỏe hết, không sao hết chị. Không sao. Dạ. Mà ăn ngon lắm nha, cách ly rồi ăn lại, quá bị bệnh rồi ăn lại ngon. Đi hết bệnh là ăn không ngon bằng lúc bệnh. Dạ. Ngộ vậy hả? Trời ơi nha, ăn sao mà ăn nhiều lắm. Dạ như là hết bệnh rồi ăn bù lại. Ở đó dù mình tìm không ra nhưng mà nguyên liệu người ta có. Cái gần đó người ta làm tự làm chứ. Dạ. Nhưng người ta ở Hương Quơ thì có. Dạ. Dạ, thì cũng có nhiều ông bà cô bác mà không có thì cũng cũng điện thoại là dạ như người ta có cái ý ngâm á thì xuống đây cũng xuống đây xin thì ở nhà em cũng tạo điều kiện đi kiếm cho gửi à. Tốt rồi còn gì nữa. Dạ. Giống như ở chỗ xa có cô bác thiếu ngò gai hoặc là thuốc cú hoặc là ngũ chảo gì đó thì cũng ra ngoài bưu điện qua đem gửi giùm á. Chứ mà cũng đâu có lấy tiền của bác nào đâu. Nhìn khi tiền ship em cũng bỏ ra em gửi luôn á, tiền gửi á. Ừ. Cái đó mình giúp được cái gì nho nhỏ hay là mình vui rồi chứ đâu có cần mấy ấy đâu. Nhiều khi có cô bác không hiểu rồi cứ nghĩ là mình nhiều khi mình làm thuốc mình để ở nhà hay chi mà không đưa. Ừ. Nó thật sự là nó còn ít chứ mà nó ấy chứ. Thế em thấy rõ ràng là ngâm không? Mấy bữa nay mà làm phơi quá trời em dự định là ngâm 100-200 lít em vẫn làm. Nếu mà có đủ sản phẩm, đủ ngâm cho bà con mà này chưa gì hết là cô bác cũng xin khô là về ngâm luôn á. Không có chờ đợi luôn. Khô dạ. Liệu nó không có ít rồi. Rồi. Bây giờ lá không có, bây giờ em phải đi quất cái đống cây luôn nè. Anh chị xuống cây nó tốt hơn em hả? Dạ đúng rồi, cây tốt, tốt hơn chứ. Cây tốt hơn đã. Đúng rồi. Mà có điều cây mình phải ngâm lâu hơn. Cây lâm ngâm lâu hơn. Chịu khó mình ngâm lâu hơn thì nếu mà anh không muốn ngâm lâu thì anh phải chẻ nhỏ nha. Đúng rồi, thì nó mau ra. Xong dạ. Mau ra thuốc. Chứ mà đâu phải thuốc mà anh về mà anh về mình ngâm 4-5 ngày anh uống được đâu. 4-5 ngày nữa uống sớm quá nó không được. Thì lấy nửa cũng được để cho mình. Đúng rồi, dạ dạ. Dạ. Anh ấy này một nửa là anh ngâm chắc cũng 3 lít rượu à, 3 lít hoặc 5 lít rồi đó. Cái dao đồ thớt mình sẵn là chụp luôn. Thì bể bể bỏ vào nhựa chặt chụp mà.
về nhà làm chặt chút xíu mấy ở đây có nè chị, chút chị muốn ấy chị làm luôn thôi, bây giờ chị làm luôn không em lấy cho đưa chị chặt cho dạ. Cho chị làm cho chị thấy nó ấy hơn à, để em xuống à, thường chị mượn đi em à, dạ. Ấy luôn em lấy cái kéo cho từ kéo đi vào đi thớt à. Đi cái túi chị mượn chị làm dạ. Đi cho không ngại dạ. Dạ. Cái thớt gì nè, thớt ở Gia Lai vậy nãy anh chị không cầm cái thớt xuống luôn chết luôn á. Ôi giời Khánh để máy quay này, Khánh đi dưới lấy đồ nghề cho ngoài à, cô bác. Chị mượn đi, chị xuống đi. Dạ. Đá cho nó gọn luôn. À, làm vậy cho nó vui, em giống như em thì thích cô bác xuống thì với gia đình em. Chị cũng thiệt tình phải không? Chị cũng thiệt tình. Tính chị chặt luôn. Cái này chút nữa mình ghé rượu gà đen là nổi tiếng mà không biết là không, anh mua trên đây nè, ngoài gà đen trong kia ta có pha pha chắc có cái gói gì không bữa em có thấy tại vì thấy có không phải nói gom đũa có nắm nhưng mà có một chỗ bỏ cái bịch thuốc á, bịch thuốc vô và ra là cái vụ gì cái men gì đó bên Trung Quốc á. Dạ men anh thấy nấu rượu rồi nó người ta không có, hồi xưa như anh nấu rượu này anh là rượu này người ta nấu thành cơm. Dạ nhưng mà bữa nay ăn cơm có men quất á, người ta ngâm gạo thôi hoặc là người ta trải nước qua gạo rồi đổ nước men quất vô là nó nguy hiểm lắm, là gạo nó mềm liền. Không phải như mình hồi xưa mình nấu cơm mà phải để cái đó ngâm loại tốt vô mà ngâm uống không hết mình mà chết nguy hiểm lắm, là cho nên Trung Quốc là nguy hiểm lắm, cho nên mấy người uống rượu bia bây giờ uống rượu đến đa số là rượu, mấy người rượu là chết gì cái rượu nguyên yeah. Không nó phải hết cả bộ nội tạng còn không nữa thì nó mất trí nhớ, giảm trí nhớ, dập sâu nha. Yeah. Độc quá vậy độc luôn mất tiền ba em sáng ngày cũng hay uống nước chợ lắm. Cái chuyện nước đá lạnh chị cũng uống nước lạnh á. Đúng rồi, mùa dịch là uống nước nóng thì nó tốt hơn. Đúng rồi, mà uống nước lạnh. Anh chị vài năm nữa cũng về quê sống yên bình, không thành phố để hai đứa con ở lại. Cũng về Quy Nhơn. Dạ, Quy Nhơn. Quê hương của Hàn Tử. Dạ. Anh quê ngoại luôn hả? Ừ, anh quê đó. À, quê ngoại mà anh nói giọng bây giờ vô lâu hả? Sao mà anh nói chuyện con lành quá. Quê anh nói chung là đi anh chị đi lâu rồi. Dạ. Ai mua chăn mới bán chăn cho. Anh ở gần đó sát mình đó. Rồi đó. Chị thì ba chị ở Bến Tre. Bến Tre hôm bữa em ở dưới không có lâu lắm ạ. Chị đi hoài vậy? À, thì đợt chị coi em đi ăn vũ á. Hôm nay mà điện thoại xuống mà chưa tới ngày mà đi ra tòa nữa. Chưa luôn nha. Ủa cái đó là không hiểu em đã xuống dưới vũ rồi hả? Có. Dạ có. Đợt em đợt đi bị công an bắt không? Dạ. Không? Dạ, đúng rồi chị. Ừ. Ví dụ là chắc trong nhà dàn xếp như vậy. Mà nó sẽ bán gì ta? Em cũng biết. Chứ tình nghĩa vợ chồng cho dù có hay không mình không biết nhưng mà làm ấy quá. Sống vợ chồng. Anh có coi sơ qua cái bài đó đó. Tôi coi anh ít coi cái chuyện đó lắm, nhưng mà anh coi qua là anh nghĩ bài giống như mà cái gì Phan Kim Liên. Em thì nằm dùng ở dưới luôn. Đợt đó em nằm ở dưới hình như cũng anh coi bộ tháng mấy giả tầng cho anh. Dạ, có. Giả tầng Tây Môn Khánh với Phan Kim Liên. Dạ, anh lấy đồ nghề. Thớt này là thớt xịn nhất luôn á. Chị làm xong mà nứt cái thớt là xuống bắt rồi. Cô chú anh chị bây giờ chị gái xuống rồi cắt lá thuốc rồi làm luôn. Em lấy dao tại vì dao nãy em chặt thấy. Làm vậy mới tự nhiên. Đúng rồi. Cái ghế là chị. Quên lấy cái ghế nè chị ơi. Không, ghế này đi, cái ghế kia ấy nó. Ghế này chị ngồi chứ. Không ngâm được. Kẹo thêm nè. Không được em, được rồi. Anh không ngồi ít đi. Anh được mấy đứa rồi? Anh hai đứa, đứa trai đứa gái. Cũng lớn rồi. Anh trai của anh đây 30 tuổi rồi. Rồi. Gái 25 tuổi. Dạ đúng giờ kêu anh chú luôn á. 53 tuổi. 53, dạ. Sinh em mới có 35 tuổi à, lớn con anh có 5 tuổi nhiều. Dạ, kêu anh đi. Anh đi cho trẻ. Đầu anh mới có 30 mà. Dạ. À, giờ
Đoạn gì chị làm ngắn ngắn về ngâm luôn cho dễ. Làm cũng dài cái kéo của em rồi nó độc. Tự tự mình làm nó hết bệnh nhanh hơn. Làm cũng vậy được, dài nó về cái mình làm ngắn lại nữa. Thôi chị cắt mấy cái nhánh nhỏ đi, chút anh cắt mấy nhánh bự. Thấy vậy chứ chị cắt vài nhánh là đủ à, chứ đâu có nhiều đâu. Vài nhánh thôi, đừng để cho bà con nữa. Thì đó. Cho đừng lấy, nhường cho bà con được một ít rồi đỡ mà uống mà ấy. Cho mình cũng không tham gì ba chuyện đây. Dạ. Mình uống cho nó bớt bớt đỡ dành cho bà con người ít. Thơm lắm. Ngồi luôn. Đây em cắt cho chị ơi. Chị bẻ mấy cái nhánh nhỏ thì thấy mấy cái nhánh bự chị cắt không nổi rồi. Trời ơi, cắt mai văng luôn trời ơi. Nhánh bự nó văng phèo. Này chị bẻ luôn đi chị ơi, cắt nó văng quá à. Chị bẻ nó không sao đâu, nó xước xước lên còn ngon nữa, nó tóc cái vỏ ra. Em nghĩ chắc cái cọng nó ấy ngâm nó chất lượng hơn chứ. Mà có điều nó lâu hơn thôi, mình ngâm á. Nãy bà nội chưa về hả cà rốt? Cái cọng nào mà nó bị để nó bị khô rồi chị dựng nó dựng lấy. Khô giống như củi á. Mình không có lấy vậy em. Nó còn xanh xanh nó mình phơi nó mới có chắc, nó như củi khô mà đâu có nó còn sạch lắm. Chị vàng á. Cha mẹ gửi tôi đó không được rồi, bắt đầu là nhận thường này chứ. Thì tình chúc làm vợ với cháu ạ. Lâu cũng chơi nè. Dạ, nhà là nhà mua xong rồi nuôi lại chị. Chứ không có nuôi cái này cũng mấy tháng rồi, nó dập rồi đó, ngon. Giờ chút cho chị xuống chị bắt gà luôn chứ cắt chị. Chứ nhà sáng là cũng từ làm. Từ nhỏ giờ chị chưa biết làm con gà con gì. Chị mới thiệt. Nhà gì chị mới cứ mẹ chị cũng chị cũng cây không mà. Nhà chị không có cắt xong. Từ hồi nhỏ giờ luôn á. Ở nhà là cũng ăn mặn bình thường chứ đâu ăn chay không chị. Thì cũng ăn mặn nhưng mà ví dụ rằm là vậy á, chị ăn chay. Vậy là bữa nay chị ăn chay rồi. Phải không? Nói chung chị đi đâu thì chị không có. Ăn gì chị ăn cũng được hết á. Nhưng mà khi ở nhà là chị ăn chay. Dạ. Đi đâu thì chị không có. Chị có đường mà. Dạ. Sao cũng được, cũng là ở nhà là phải ăn. Này xong mình về mình rửa sạch lại xong mình phơi cho nó ráo nước cái đi. Khô rồi xong mình mới sao. Có lưu tên là mấy bác má lưu nhầm thi đang bận quá bận lên chứ chắc là thế nào nói chuyện hồi cũng lưu tên nãy mới chỉ đường đi vô chứ thôi là không biết đâu cô bác điện cũng vấn đề đó mà giờ cũng men cũng hạn chế nhưng mà khi cũng không có dám thấy nhầm khi thấy thì cũng không dám bắt nữa khổ được như nào cũng khổ nên thì giờ chưa đâu được tiền rồi ship rồi trả tiền ship đâu có đâu nghĩ đâu cứ nghĩ gì tiền thôi. Anh chị biết thì Phong nó không dám nghe xong rồi điện qua em. Điện qua em thì em đâu có từ chối. Bây giờ điện hai người rồi sao từ chối nữa. Giờ phải điện mình giải thích cho bà con cô bác hiểu chứ giờ làm sao. Anh đi qua thầy có được giới thiệu thuốc đặc biệt. Cũng 1 lít 600 ngàn. Mà về cũng chưa uống nữa. Đây là mình sao là 1 chén. Sao là 1 chén mình ngâm 3 lít rượu. Sao 1 chén không? Sao rồi mình đông khoảng 1 chén á. Chén ăn cơm của mình á. Dạ, mỗi loại 1 chén thôi. Như vậy được. Chắc chị chưa xem cái bài thuốc mà Phong nó đăng clip lên nè. Có chi tiết có cùng, gì có coi chứ mà chuyện của chị coi là chi tiết là gia vị gì đó, cái gì rồi là liều lượng bao nhiêu á. Cái này phải sao rồi mình cứ thổ không? Dạ. Thổ không? Mình đổ dạ đổ có mình đổ thổ. Dạ. Mình sao thôi mình lấy chủ thổ á. Sao vàng vô
mình chỉ sao sơ sơ cũng đừng cái sao sao mà nó khét là nấy đó. Dạ, sao nó như nó nóng lên đi nó xìu ấy lại á. Xong mình đập xuống xuống đất lấy hơi củ thổ á. Phải này đó mẹ làm. Mà nghệ là mình đừng có chủ thổ nha anh. Đây nghệ là ở dưới đất rồi. Cây thôi. Dạ mấy cái nào dạng như ở trên nó cây thôi. Còn mà nghệ tại vì ở dưới đất rồi mình chỉ sắc lát rồi mình phơi thôi, phơi khô rồi mình ngâm chung thôi. Ngâm chung với đường phèn, với đường quy, với rượu. Nghệ vàng á, nghệ vàng nghệ vàng á, nghệ xà cừ á. Rồi bông ngò gai. Bông ngò gai. Cái bông nè, nó cái gai gai ở trên đó, cái bông ở trên á. Dạ. Lấy bông cho còn lại lá không được. Dạ không. Lấy cái cọng đó vậy không? Dạ lấy cái cọng trên thôi. Lá là anh mua 1 ký thịt bò anh về. Nó thì ngon rồi. Ngon này anh vô cắt luôn gần hết luôn rồi đó, hết rồi. Không, cái đây đỡ anh tìm thì khỏi để cho bà con làm là. Dạ. Cái đây. Ở đó có mà. Hả? Ở phố là gì mà mua dựng mấy đất rau xanh đồng quê đó. À đúng rồi. Thì nó xanh ấy bá thơ xanh ấy cả tiền nó cái người mà bỏ hàng nó biểu diễn lại. Dạ. Không có đó tìm được. Còn đỡ đây làm bà con thì làm dạ. Cái nào tìm được. Cái nào mà tìm được anh tìm, còn nào mà tìm không ra thì anh nói cái gì ở đây chia sẻ. Thầy hổng nè anh chị biết cái lá cái đọt nó giống như trên đây nè. Cần làm nhanh á mình lấy cái này nè. Mình ngâm nó mau ra mình đúng liền á. Chị cứ lấy đi. Còn mấy người nhỏ nhỏ là mấy người sau thì mình có gì mình lấy nè. Để mình để mấy lá nhỏ này mà nó mình để mấy lại thì nó héo quá, nó khô hết. Bà nội chưa về hả cà rốt? Chưa. Nội tranh thủ bà nội nhổ cỏ. Nội giỏi lắm. Trời ơi, bà nội mẹ làm liên tục bà. Nó làm liên tục. Chiếu đi đều. Anh chị ấy chút xíu lên chảnh nhìn cái cây trên kia nó cũng giống cũng mấy cây này thôi à. Này nó ngon hơn á, tại cọng nó ấy, cái lá thì nó không bằng cái cọng rồi. Cái cọng này này mấy cọng có chất lượng nè. Dạ. Nếu mình trẻ trẻ ra ngâm hết sảy luôn. Chất lượng được. Nhà làm vậy chứ đó giờ em uống mới được có 1 ly thôi á. Anh có bệnh uống không? Bệnh uống gì? Em cũng bị nhức mỏi này kia mà uống thấy uống nó nặng lắm, chạy rần luôn á. Thôi nhức mỏi hết cả người luôn á. Thôi để cho người bệnh uống thôi mình. Anh không uống là anh mừng á, chứ uống là làm uống bệnh mới uống. Mỗi người sáng ngày riêng em chưa uống ly nào anh? Em uống được có 1 ly à? Từ đầu đến nay em chưa uống. Có ba hồi giai đoạn trước á, ba lấy ba pha vừa rượu trắng á, uống nó thơm á. Mấy ông nhậu ông khỏe quá ông nhậu hoài. Chị lấy thêm miếng này nữa nè, có gì ngâm ấy. Xin cái cây này cây này. Dạ. Cây được. Cắt lại đi không ra đâu. Anh chỗ chảnh anh có chỗ ghim không? Hả? Mã này đâu ghim được đâu, nó khô quá rồi. Ê, thôi nha. Chỗ nào ghim? Cái cây này được rồi. Dạ. Cây trộn chung như mấy cây. Cây. Dạ, thì anh cứ lấy thêm đi, lấy chặt cây này nữa nè. Nè, lấy gì anh Tết anh dám phòng mày. Không, anh chặt thì anh trẻ ra. Anh hứa nha, nếu mà Tết anh về Quy Nhơn á, cây này rất nhiều, anh tìm ra nhiều, anh sẽ mang xuống cho em. Anh không dám hứa nha. Giúp cho bà con được. Giúp bà con là anh không hứa nha. Dạ. Sợ Tết hôm nay là anh cũng lưỡng lự là cái không về cũng có mà về cũng có. Dạ. Mà đã vô quên anh tìm một chỗ đây anh sẽ đem xuống cho em. Dạ. Nha. Anh không dám hứa là chắc là có, tại vì nếu dạ. Mà về quê thì mới có, còn không về ở thành phố. Dạ. Luôn. Được rồi. Rồi anh hứa khi nào có anh về quê anh. Tết không về quầy hoàn ngàn thôi về. Dạ. Tụi cũng chỗ rất là nhiều ở quê rất nhiều. À, lúc nào mà anh? Sợ rắn ở. Chặt người ta phát. Cái này rắn ở dữ lắm à. Ừ, rắn. Ừ. Rành chứ chuyện có rành đâu. Rành mấy cái này. Lúc nào mà anh về quê là anh chở nguyên xe tải vô luôn. Thấy anh trẻ quá trời. Nhìn anh chị trẻ quá. Chị Tử Hợi. Tử Hợi. Anh chị ở trên thành phố có khác nè.
Nói vậy nhìn hồi nãy nhìn hai anh em xong mới gọi kêu bằng anh, tại trẻ quá vậy nghĩ ra mình già quá mà. Con chị con đầu 30 tuổi rồi. Dạ. Còn con Út 25 tuổi. Dạ. Út 25 rồi. Hai đứa đại học ra trường hết làm hết rồi. Dạ. Làm đi con Út làm bé Út đã làm 2 năm rồi, ra trường 2 năm. Còn thằng lớn làm ra trường ra cũng 4-5 năm rồi. Dạ, vậy là khỏe rồi. Khỏe lắm em ơi. Dạ. Chứ cài ngay mấy năm luôn. Nó bên này là tôi biết. Còn đó cho anh gai bây giờ cái bông gai là nhiều không, số lượng nhiều không, ví dụ bây giờ cũng... nói chung là mỗi cái là một chén hết á anh. cũng ngang ngang cái đó là đây. Này là hơn chén rồi đó. Là gì à? Mình phơi nữa hả Khánh? Dạ cái này là coi như là không rồi đó, phơi rồi cái này khô rồi. Mình rửa, mình rửa sạch rồi mình làm cho ráo nước. Ráo nước rồi mình mình sao sao khổ dạ đó. Sao là nó cũng teo lại, nó vậy là nó teo rồi đó, sao lại đâu có teo gì nữa đâu. Sao khổ nó nóng quá, nóng là cái lá chứ còn cây đi. Dạ như là chị biết sao, chủ yếu là sao rồi đừng cho nó nóng rồi mình bỏ xuống mình lấy hơi chủ thổ á. À biết rồi. Dạ à, xin em thứ ít nghe được rồi, ít để mình ngâm tủ thấu rồi. Khó quá thôi để cho bà con. Đợi mẹ về đi chút xíu xin mẹ một ly cho anh uống một ly, xong anh về tới nhà là anh uống một ly cái anh chạy ra, anh chạy xe nhanh lắm. Nó nóng á, rần. Rượu nó mạnh lắm, uống rần luôn á. Mạnh lắm anh ơi, rượu nó mạnh. Không mà nó mạnh, mà kiểu nó mạnh mà nó mạnh sướng á, nó thèm quá. Trời ơi uống rần. Nó nhậu nhiều đâu thèm. Nó thơm lắm. Mà đi xuống á nó mạch máu rồi, nó chạy tới đâu nó lon tới đâu là cảm nhận. Mà nó thơm, rượu nó thơm phức à. Tại vì hồi bữa anh thấy Phong quay lên cái anh nào mà chỗ bao luôn ta. Chú đó bao. Chú. À, thấy chú dùng bao luôn. Xòm xàm quá trời đó. Mới chặt xong xàm xàm á. À, không có chặt nhỏ để nguyên nhanh. Đó, chị thấy quá rồi. Chị kéo chị cắt bông màu gai này vòng vòng. À, đi cắt luôn ra. Tại vì anh cho nói cho anh. Ờ, đâu Khánh gì cắt cho em. Đó. Nó có cái gì đó hồi nữa khó khăn lắm. Đây để em nè. Đây qua em cắt cho. Cái chuyện chị ít nữa đủ gì chị làm luôn. Sẵn chị đi mua rượu đồ làm luôn đó. Này không cái chứ. Chúng này có ớt hiếm ngon hả? Dạ, nhà cái gì cũng có đó chị. Tụ ớt này hình như thơm. Nó cái già già nó mình hết. Ra bên làm rượu nhiều không không ai? À, có đám dành trước ha. Làm cái anh mà. Ba không à? Này 1.000 nó vuông. Dạ. Không người ăn tung bộ đó 500 à. Còn nữa hả? Không tung bộ cái 500 nó vuông à. Công trong này 1.000, công này nó bếp bộ á, mỗi người bắt là có 350. Đây còn bông non không ạ? Để tí nó bông gà gà. Chốc bên kia rồi nữa. Hả? Chốc qua chặt bên bên. Càng già nó càng ngon. Nó non quá nó đâu có được. Còn bà con ở thành phố mà tìm mấy cây thì cũng canh hơi gió. Canh lắm không phải. Ở quê thì có nhưng nhiều, ở xuống dưới bè mình cũng kì. Đây, chứ gà gai nhóc luôn. Dạ. Chỗ thì có... Cái này không, cái đây dù cách gì thôi được không? Thôi cô đem tới em cũng được không? Dạ, dạ. Để biết hồi nhà qua đây thì canh mấy vụ đây. Nè, đừng cái cọng này dài. Hôm đó, hôm nay cắt sót á. Cắt sót á. Nó nằm bên đây. Tốt. Cái này là hơn lá rồi. 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 Cái này là hơn lá
xanh thì kiếm thêm chắc như vài cái nữa. Về nhánh bông nó mới đủ. Này xanh thì hôm nay kiếm thêm vài bông nữa, trên đó hết rồi. Đó, toàn là bông bông non thôi, mà hôm nay mình cắt cho bà con á, gần hết rồi, hết bông già rồi. Đây nè, thấy được cái bông này. Đây là mặt lá đây. Nè, bông này già nè. Đây, đó. Này nó dài nó đầm á. Dài nó đầm nó mặt quá. Đây. Đây được cái nè, từng nhánh ở đây nữa nè. Đó. Đây. Đây nữa, từng nhánh này nữa. Khuất ở trong. Rồi. Đây nữa nè, mời các bác ơi, đây nữa nè. Đó. Nè, cái bông của nó nè, mời các bác. Rồi, chắc để lên cho anh, để cho anh với chị đó. Anh ơi chị lấy luôn. À trời ơi, đây không thấy phát hiện một nhánh bông ở đây nữa. Nhánh bông này mới chất lượng nè, già như này mới tốt nè. Đây được một nắm rồi, như đầy đủ rồi. Đây chắc đủ rồi mà cô bác ơi. Để lên cho chị giải luôn. Đây như đây nữa là đủ rồi. Đó. Dư sức rồi đó, như đó nữa là đủ dư sức luôn hả chị? À. Rồi, cái bông của nó nè, cái bông của nó đây nè. À. Cái cọng này là hồi đó nhiều ông bà cô bác nói là cái bông nó sao đủ. Thì nói là ngắt với cái bông này đâu ra. Nó nguyên cọng nó luôn á. Dạ. Tại chị không quen á, mấy cái gai này ấy cũng không đến nổi. Đây, không biết đây. Ngồi đi chứ. Nó trội quá. Trội quá tại vì thấy ngồi sau lưng quá. Anh chịu bằng đồ sáng không? Em tối quá. Mặc cảm. Sáng thì mình chăm chất vậy đó. Anh chị mặc đồ bình thường đó. Cái tên là cái trong mình là nó đẹp được rồi. Dạ. Em giỡn cái đó. Mình lúc bên ngoài á, mình không quan trọng mấy đâu. Nhiều lúc nói vui vậy, có mà nó có không có gì đâu mà không hay á, anh chị cũng bỏ qua nha. Chứ nhiều lúc giỡn vui. Chắc mất sống gì đâu. Sống mình sân si hết. Có sân si hả? Cái gì mà mình đều bỏ hết. Tha thứ hết chứ đừng có sân si một cái gì hết. Dạ. Là điều tốt cho mình bây giờ. Bây giờ là bà nội mới về gần bà cô bác ơi. Giờ là vợ Khánh nãy giờ mới đi lên chợ nấu ăn xong rồi đi lên chợ là mời bà nội về đây. Trời ơi. Đi phải lên chợ hộ giá bà nội về nữa. Trời ơi sáng giờ. Đó, làm mà sáng giờ không có làm rau buồn quá lên nhổ cỏ nào mà cô bác. Trời ơi. Thôi vô đi chút xíu chiều chở mẹ đi mua dép. Nhìn trẻ kìa. Gần trẻ vậy. Mà gần 36. 53 mới 61 nhiều. 53 61 là gần bằng. Làm không? 53 tới 61. Nó trên lệch tới bao nhiêu 8 tuổi. Không, chưa qua 10 mà gần bằng đúng rồi. 8 nút 61 7 nút. 8. Đúng rồi, không đó, không. Thì 60, mẹ 61 là 61 là 7, còn ảnh là 53 là 8, 7, 8 sát bên. À.